Xin chào anh em, chúng ta đang là chiếc Hyundai Santa Fe 2022. Hôm nay anh em chúng ta cùng điểm qua một chút về ngoại hình của nó, xem nó mới, nó đẹp như nào nhé. Cộng với cả là trên xe này là bản tiêu chuẩn này, thì còn những cái đồ gì để nghịch cho nó, để độ cho nó nữa. Trước mắt chúng ta thì có cái bộ tản nhiệt này, cái này bằng nhựa thôi anh em nhé. Bản full là nó long lanh rất là đẹp, nhưng mà bản này thì bản full của nó như là màu titan đây anh em ạ. Đó, tản nhiệt hạt rất là to, nhìn rất là hầm hố đẹp. Ngoài ra thì là phần đầu đây là full led, hệ thống đèn full led, đèn pha này, đèn cốt này full led. Tuy nhiên thì cái ánh sáng của nó là ánh sáng trắng, ánh sáng con này phải 6000K, nếu mà đi trời mưa là tương đối tối. Nên là con này có thể độ được đèn, tuy nhiên thì chỉ có thể độ được bóng cái loại mắt cá mập này, kiểu như là Mega London của Aozoom thôi. Đây cũng thế, bi của nó tầm độ hơn 2 inch, 2,5 inch gì đấy. Đó, đấy là phần đầu. Phần đây, còn cái la răng này thì la răng này cũng la răng 19 này. Rồi bao nhiêu? Rồi 18, con này la răng 18 inch. Tuy nhiên ấy phay rất là đẹp anh em nhé. Mẫu này thì khỏi chê rồi. Đây, phay rất là đẹp. Đó. Nó có những cái điểm nhấn hay. Đó, một là độ được đèn nữa đúng không? La răng thì thôi bỏ qua, đẹp rồi. Ba nữa là có thể độ được thêm cam 360, xe này đã độ rồi, cam 360. Đó. Bốn là anh em mình có thể độ thêm được, có thể dán phim này. Rồi đương nhiên là xe thì lắp thảm sàn sẽ có. Và cái bậc bước chân thì chúng tôi vừa mới lắp cái bậc bước chân bằng điện. Đây, tôi 80 cân lên đây đang đứng này. Đấy, đóng mở cửa theo cái đóng mở bậc theo lệnh mở cửa. Đó. À, xe này còn độ được cả cửa hít nhá. Đây, lên xuống rất là dễ dàng. Đó, thanh giá nóc thì có rồi. Trang bị theo xe của xe này thì có cảm biến áp suất lốp và cảm biến lùi tiến 8 mắt. Ngoài ra thì còn có thể độ được thêm nữa là cảm biến điểm mù anh em nhé. Cảm biến điểm mù cũng chưa có với bản tiêu chuẩn này. Đó, hệ thống loa của xe này thì sử dụng hệ thống loa Harman Kardon. Loa súp hơi tôi thấy để phía sau Harman Kardon, nghe ok. Màn hình thì có hỗ trợ CarPlay, Apple CarPlay. Thì có thể là, một là chúng ta thay màn hình cảm giác 100%, hai là chúng ta có thể sử dụng cái Android Box, cắm Android Box vào để sử dụng Android theo xe. Đó, còn cái gì để chơi nữa không nhỉ? Cam 360 này lắp có cái dưỡng theo Hyundai, đẹp, tương đối đẹp. Đó, loanh quanh như vậy còn cái gì nữa không? Tôi nghĩ là cũng hòm hòm rồi đấy. À, xe này cốp điện thì có rồi, cốp điện có rồi. Đá cốp hình như tôi cũng chưa thử, không biết là có đá cốp lên xuống chưa, nhưng có cốp điện thôi, nút bấm đấy. Ngoài ra thì là những cái cột A cột B này, cột A cột B của xe này thì hầu hết là bằng nỉ anh em nhé. Cột A cột B và trần bằng nỉ, thì anh em mình có thể là thêm một cái option nữa, đó là bọc da lộn cho nó, cột A cột B cột D rồi là cái trần. Đó, ngoài ra thì có thể là độ được thêm cả trần sau, led nội thất. Xe này cũng chưa có led nội thất. Led nội thất đi vòng có thể độ được. Cũng khá đấy nhỉ. 5 6 7 8 thứ. Loanh quanh 100 triệu vào đây là cũng ok rồi. Đó. Qua về chiếc Santa Fe 2022 gửi đến anh em. Anh em nào theo dõi đến đây rồi thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh ở dưới góc phải màn hình của anh em nhá. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.